do đầu mối nông sản Thủ Đức hôm nay sáng thứ hai. Hello, xin chào quý vị, ngày mới Phương xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán rau củ quả tại chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Đây là cổng hướng Tây của chợ A này. Ban ngày họ dọn rau củ quả ra đây, họ bán từ 4 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Còn bên trong là họ bán trái cây và bán các loại củ hành, củ tỏi rồi. Ở bên đây là cổng hướng đông của chợ A và chợ B. Cái khu này là cái khu giữa trung tâm chợ A và chợ B. Ở đây thì họ dọn rau củ quả ra, họ bán từ 4 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Chợ ở đây nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tân Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị nào muốn đi chợ đầu mối này mà không có rành đường thì ở trong cái điện thoại nó có cái phần Google Maps. Quý vị vào phần Google Maps, quý vị tìm kiếm cái từ khóa chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thì cái ảnh của chợ sẽ hiện ra, và bấm vào cái ảnh của chợ thì ở phía dưới nó có cái phần chỉ đường đi, bấm vào cái phần chỉ đường đi rồi bấm các bước chỉ đường tiếp theo thì Google Maps sẽ chỉ đường quý vị tới chợ đầu mối này nha. Phía bên tay trái màn hình của quý vị là cổng hướng đông của chợ A, thì chợ A là chợ chuyên bán trái cây. Chợ chu mi 10.000 bịch một ký, có loại 7.000 bịch một ký. Bây giờ 8.000 một ký. Ở chuông là 30.000 một ký. Của rèn 15.000 một ký, của rừng 25.000 một ký. Ớt thịnh xanh 90.000 một ký luôn. Của ngà 20.000 một ký. Hè 10.000 một ký á. Cần tây á 15.000 một ký, xà lách 15.000 một ký. Củ quế 15.000 một ký. Rau cần chua 10.000 một ký, rau lan 5.000 một ký. Xà lách 15.000 một ký. Dưa leo 13.000 một ký. Củ qua 10.000 một ký. 15.000 2 ký. Thơm á 7.000 một trái. Hai bóp lắm luôn. Hai bóp lắm luôn. Hai bóp lắm luôn. Gần 20.000 một ký củ hành á, 30.000 một ký củ tỏi, 38.000 một ký. Ở chị thêm 38.000 một ký. Màu 2,15 ngàn, gỗ qua 2,15 ngàn, đầu rồng 15.000 ký. Rau nhất 12.000 ký, rau mát khô 20.000 một ký, rau chua 3 ký 10.000, 10.000 3 ký rau chua rất là rẻ luôn, 15.000 2 ký. Rau bắp 10.000 ký, củ hà 12.000 ký. Giáp cá 8.000 một ký, lá dế thô 15.000 một ký. Uống cây uống quế 15.000 một ký, đu đủ quá 7.000 một ký. Cái gừng 15.000 một ký. Cầm nước 5.000 một ký luôn. Ớt này rẻ lắm, có 25.000 một ký. Ớt chữ thiên. Ớt sừng miền Tây. Xà lách búp Đà Lạt 10.000 một ký. Xà lách thảo 10.000 một ký. Xà nhúng 10.000 một ký. Thú 10.000 một ký. Xà muối chua 8.000 một ký. Xà 5.000 một ký. Anh ơi, xả gì vậy? Qua đủ xà chua 3 ký 10.000. Cà chua mùa này là mùa nắng cho nên là họ trồng được nhiều quá, cái giá nó rất là rẻ luôn.
thì cái giá ở đây họ bán 3 kg 10 ngàn, chả là có 3 ngàn 3 một ký á. Tiền vận chuyển từ Đà Lạt về đây nó còn không đủ á, tại vì đường xa 300-400 cây số á. Với cái giá 3 ngàn 3 này á, thì họ thu hoạch họ bị lỗ công á, nhiều khi họ bỏ luôn tại vườn, họ không có thu hoạch luôn á. Thành 10 ngàn một ký, thứ ba chỉ 15 ngàn, và ký 10 ngàn một ký, vào tháng ngàn một ký dưa leo 13 ngàn một ký, bên tại 10 ngàn một công, bên tại xúc lơ trắng á. Những quý vị nào mà khi xem video mà chưa đăng ký kênh á, thì nhớ nút đăng ký kênh để mỗi khi Phương ra video mới á, quý vị sẽ nhìn thấy video của Phương. Và nhớ nút like video và nhớ nút chia sẻ video của Phương lên mạng xã hội nhé, để ủng hộ Phương, để ủng hộ cộng đồng. Để Phương có động lực, Phương thường xuyên Phương đi quay video ở đây và Phương sẽ chia sẻ giá trái cây rau củ quả ở đây để quý vị biết giá nha. Những quý vị nào mà ở Sài Gòn mà gần chợ đầu mối này á, thì nhớ ra dành thời gian ghé chợ đầu mối này mua trái cây rau củ quả chợ đầu mối này cho rẻ ha. Thứ nhất là mình tiết kiệm được một số tiền, thứ hai là mình mua rau củ quả ở đây mình ủng hộ nông dân Việt Nam ha. Giá rau củ quả rẻ thấy cũng tội cho mấy bác nông dân á, họ trồng cái cây cà chua nhiều khi 2 tháng 2 tháng rưỡi mới được thu hoạch. Khi mà được thu hoạch rồi thì giá này rớt thảm hại, lại rẻ rồi lại chặt bỏ thì rất là lãng phí mà lỗ rất là nhiều. Cho nên là quý vị nào ở gần đây thì mình mới nhớ mua cà chua, những cái rau củ quả nào rẻ thì mình mua mình ăn ủng hộ nông dân á, để cho cái giá nó ổn định, là nó bớt rẻ ha, để mai mốt họ tiếp tục trồng để mình có rau củ quả mình ăn tiếp ha. Cà lách chơi 10 ngàn ký rồi chị. Cà lách chơi búp nó cũng chắc không? Cho em quay coi thử. Anh chị lấy cho em ký này. Đẹp quá, cà lách thì nó ngon ghê. 10 ngàn ký sẽ búp Đà Lạt. Gì? Thấy củ kiệu này là thấy không khí Tết ở đây khá là nhộn nhịp ha. Họ bán củ kiệu rất là nhiều. Thì ra chợ đầu mối này thì mình mới thấy được cái cảnh nhộn nhịp của những cái ngày cận Tết âm lịch ha. Thì bữa nay là họ mua củ kiệu về họ muối để họ chuẩn bị ăn Tết âm lịch á. Thì khoảng tháng nữa thôi là Tết âm lịch tới rồi. Thì bữa nay họ mua củ kiệu về họ muối lần lần á. Muối chua để họ ăn Tết á. Thì đó là cái món mà củ kiệu mà truyền thống của Việt Nam, ngày Tết mình không thể thiếu được cái củ kiệu ở trong nhà ha. Cho nên là củ kiệu được bày bán ở đây rất là nhiều và giá thì cũng khá là rẻ hơn so với chè lẻ. Chè lẻ thì 80-90 ngàn một ký á. Ở đây thì nhiều khi có 35-40-45-50 ngàn một ký luôn, rất là rẻ luôn. Cái khu bán củ kiệu ngoài trời này thì rất là lớn luôn. Họ có bán ở trong sạch trong kiosk rất là nhiều, nhưng mà người dân Việt Nam thì thích ở mua ngoài trời á, cho nên họ rộn dọn ra ngoài trời họ bán vậy đó. Thì cũng khá là vất vả, trong kiosk thì bán khỏe hơn, nhưng mà tại vì kiosk có đường nhỏ, người ta ít ngày đi vô trong đó lắm, trong ngoài đây đường nó lớn hơn thì bán được nhiều hơn, cho nên ai cũng dọn ra ngoài này bán hết á. Ở trong kiosk trong sạp á, thì họ thường bán cho những tiểu thương buôn bán lớn á. Tiểu thương buôn bán lớn thì họ vô đó họ mua nguyên một bao vậy á, bao là khoảng chừng 50 ký vậy á, xách nguyên một bao về họ về họ bán lẻ ra á. Cho nên là những cái tiểu thương buôn bán lớn họ mua trong đó cho nhanh. Còn ở đây thì dành cho những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ sẽ mua 5 ký 10 ký 3 ký gì á, thích thì họ mua nha. Chúng ta có 13 ngàn một ký, con ngọc 10 ngàn một ký, cây xanh 13 ngàn một ký. Cái mầm á 15 ngàn một ký, cái má nhỏ 15 ngàn một ký, dây vàng 10 ngàn một ký, cái cải ngọc 10 ngàn một ký. Anh Lộc 10 ngàn, anh Lộc 10 ngàn. Chợ hôm nay sáng chủ nhật á, cộng với cận Tết ta đi mua củ kiệu về người ta dành muối chua ta ăn Tết á, cho nên là chợ rất là đông, rất là nhộn nhịp luôn. Dạ, buổi sáng lúc đông nó nhiều khi quay video nó cũng hơi khó á. Nhưng còn chọn những cái khu vực vắng là phân quay cho nó dễ, chứ thường là đó người đi đông dữ lắm luôn, nhộn nhịp lắm luôn. Nếu quý vị mà rảnh không có làm gì á, thì mình lên chọn đi vào thứ hai thứ sáu á, thì chợ nó ít đông hơn á, thì mình dễ mua hơn, dễ lựa chọn hơn và giá thì sẽ rẻ hơn một chút. Còn thứ bảy chủ nhật á, thì giá sẽ cao hơn 1-2 ngàn một ký á nha. Nên là quý vị nào mà bận quá, mình ngày thường mình mắc đi làm mình không đi được thì mình đi vào ngày chủ nhật, còn quý vị nào mà mình rảnh thì mình đi vào ngày thứ hai ha, thứ sáu hoàn toàn nha.
Rồi 2915 ngàn. Dù 2915 ngàn. Thì sánh 2915 ngàn. Bầu với đỏ 2915 ngàn. Bầu 2915 ngàn. Nước 10 ngàn một ký. Cà phí má 5 ngàn một ký. Rồi con ve 10 ngàn một ký. Chị bán cho em ký mướp với ký bầu vậy chị. Áo chuông 30 ngàn một ký. Có qua 2915 ngàn. Bông cải 15 ngàn một bông. Canh 10 ngàn một ký, tách 20 ngàn một ký. Ớt sừng đỏ 40 ngàn một ký. Ớt chì tiên 35 ngàn một ký. Ớt sừng xanh 40 ngàn một ký. Ớt sừng xanh, ớt sừng đỏ 30 ngàn một ký. Canh 16 ngàn một ký, cắt 15 ngàn một ký. Cái loại 23 ngàn, cái loại 25 ngàn một ký. Canh á, một bịch 240 ngàn bịch 10 ký. Cái thì 295 ngàn. Cái ngọt 10 ngàn một ký. Cái qua 10 ngàn một ký. Thơm 8 ngàn trái nhỏ. Cái lớn á 20 ngàn, có là 18 ngàn, có là 12 ngàn tùy theo loại. Cái cần nước 5 ngàn một bó, bó khoảng ký. Rau muống 15 ngàn bó một ký làm sạch. Giúp cá 7 ngàn bó một ký. Rau nhút có 10 ngàn ký, rau muống 15 ngàn ký. Có loại 8 ngàn bó một ký luôn. Lá dứa có 10 ngàn ký. Chưa 3 ký 10, 3 ký 10 luôn. Hết cát luôn. Đà Lạt á, 25 ngàn một bịch khoảng ký. Cái rủi á, 50 ngàn một ký. Do rừng 10 ngàn một bó. 5 ngàn ký. Rắn 5 ngàn bó một ký. Cần nước á, 4 bó 10 ngàn. Em muốn làm sạch 15 ngàn một bó một ký. Lù bí đỏ 20 ngàn một ký. Cho muống 8 ngàn một ký. Đây có mít non nè, gớt nè. Không có đầy giá. Ở đây có gớt 25 ngàn một ký gớt. Có bắp chuối à, có rồng mờ, lá mờ, kế, chuối, có mít non, không có đầy giá nha. Đậu su su 15 ngàn một ký. Anh Dũng nó 8 ngàn một ký, cấp số 8 ngàn một ký, cái loại ngon nhất nha. Cái loại vừa vừa có 6 ngàn một ký. Cấp cà thảo 10 ngàn, cu cải 7 ngàn, cải trắng. Đây cấp số này 8 ngàn một ký. Đồ chua hôm nay rẻ lắm luôn, 10 ngàn là cái loại ngon nhất. Còn có loại 3 ký 10 ngàn nữa kìa. Rất là rẻ luôn. 2 ký qua 15 luôn. Cà chua 8 ngàn ký. Thì cà trắng 6 ngàn một ký. Thì cà đỏ 8 ngàn một ký. 50 ngàn bịch 10 ký. Có lan lỗi gì không anh ơi? Măng tươi á, mùa này mắc á, không có đề giá. Canh từ 26 tới 28 ngàn một ký. Có loại 25,
có loại 24.000 một ký, có loại 18.000 một ký, rất là nhiều loại. Cắt 15.000 một ký, bông hè 20.000 một ký, mập mỹ 5.000 một trái tới 6.000 một trái. Hoa lan nhật có 20.000 một ký, hay hoa lan sữa 15.000 một ký, hay sò 20.000 một ký, cua lăng 15.000 một ký. Cua hành 13.000 một ký, cua hành tây có loại 16.000 một ký. Cua gừng từ 15 tới 20.000 một ký thì cái loại. Cây sò sát vàng 25.000 một ký, hoa nhà lan nhật 22.000 một ký. Cây từ 18.000 một ký. Cây mỡ 13.000 một ký. Cây tỏi 80.000 một ký tỏi. Cây hành, hành sắc trăng 35.000 một ký. Cái này 55.000. Loại cô đơn cái này củ bự á, 100.000 một ký luôn. Có loại 95.000, 90.000. Bên đây là cổng hướng Tây và nằm giữa chợ A và chợ B. Và chợ A là chợ chuyên bán xỉ trái cây, còn chợ B là chuyên bán xỉ rau củ quả. Cái lúc này khoảng chừng nhà 8:30 ha. Và chợ bữa nay vào sáng chủ nhật thì khá là đông á. Bí đỏ 35.000 một ký, ớt ra ớt chuông 25.000 một ký, bông cải bi á xếp la 25.000 một ký, khoai môn 15.000 một ký, củ hành tây á 35.000 một ký, cà rồng 15.000 một ký, hành tây 15.000 một ký. Thông thường thì những ngày như là thứ bảy chủ nhật hoặc là những cái ngày chay thì chợ rất là đông khách và xe giá thì sẽ cao hơn ngày thường 1-2 ngàn một ký nha. Video này Phương quay vào ngày 8 tháng 1 năm 2024. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video của Phương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo.